cái phế phẩm là bỏ điều nha các bạn. Đây là cái dây chuyền nha, sản xuất nha. Mỗi một cái máy nó chạy như thế này là một tiếng nó chạy được 1,5 tấn. Cái vỏ điều nó ép được 1,5 tấn cái vỏ điều để ra cái tinh dầu, cái dầu điều nha. Đó, và có bốn, tất cả có 40 cái máy như thế này, nó chạy ngày đêm, liên tục một ngày đêm. Như vậy thì cứ một tiếng là mỗi một cái hệ thống máy này nó sẽ chạy và nó xay được là 60 tấn vỏ điều. Đó, vỏ điều đây là chất thành núi này các bạn. Này, đây có hai cái máy lớn này, các cái máy này cứ liên tục để nó xúc những cái vỏ điều này và đưa những cái máy nghiền như thế kia, nghiền xuống dưới và cái vỏ điều á chảy ra ngoài, còn cái tinh dầu á thì ép ra cái hệ thống phía sau và nó sẽ chảy ra ngoài. Có thể giới thiệu họ tên đầy đủ và chức vụ mình. Tôi là Bùi Hữu Phước, chức vụ là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Phước Thành, chuyên về ngành ép dầu vỏ hạt điều. Xin cho biết thì vì sao mà công ty mình lại chọn cái mặt hàng vỏ hạt điều để mà trở thành một cái ngành kinh doanh chính? Tại vì do là quá trình các cái nhà máy ép ép trẻ điều ấy, họ tách để lấy nhân ấy, thì cái mười mấy 20 năm về trước ấy, thì nó là cái sản phẩm vỏ điều đó là nó là phải đổ đi, bỏ đi rồi bán về thành phố làm chất đốt, nó dư thừa. Cho nên là từ đấy là có cái mới nghĩ ra là phải tận thu cái sản phẩm đấy, cho nên là mới mở cái nhà máy ép cái vỏ hạt điều để lấy cái dầu điều, thì dầu điều để nấu lên để xuất khẩu. Còn cái bã điều thì bán ở thành phố và bán ở ngoài Bắc để làm chất đốt. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về cái nguyên liệu hiện nay, đặc biệt là trên địa bàn mình được coi là cái vùng sản xuất rất lớn nhất, gần như lớn nhất Việt Nam, thì cái nguồn nguyên liệu anh đánh giá như thế nào? Những năm gần đây thì nguồn nguyên liệu thì nói chung tương đối là dồi dào. Vì là khoảng cỡ 3-4 năm trở lại đây thì nó có cái máy trẻ, nó không phụ thuộc vào cái công nhân trẻ nữa. Cho nên là cái năng suất của nó rất là lớn, cho nên là những năm trở lại đây là cái nguồn nguyên liệu nó rất là nhiều và dồi dào. Anh có thể nói sơ bộ về cái quy trình khi mà mình nhập về và cái quy trình sản xuất của mình được không ạ? Cái quy trình sản xuất của cái ép vỏ điều thì nó rất đơn giản thôi. Mua cái nguyên liệu vào là cái vỏ điều, sau đấy là mình đưa vào cái mình xúc, mình vào cái máy để mình cho mình ép. Ép thì tách ra làm hai là dầu và bã. Sản phẩm dầu thì mình bán cho xe bồn họ lên họ hút để về họ nấu, còn bã thì có những cái xe tải họ lên họ lấy về họ chở thành phố để họ bán để làm chất đốt. Vậy thì hiện nay thì qua quan sát thì phần lớn là mình hiện nay là đều sử dụng máy móc là chính, thì cái việc mà sử dụng nhân công thì khá là ít, thì anh có thể
chia sẻ về cái việc là tại sao mình lại tối ưu hóa về cái việc sử dụng nhân công và máy móc trong cái sản xuất của mình ạ? Cái dây chuyền mà để ép cái vỏ hạt điều ấy thì nó rất là đơn giản, cho nên là không quá phụ thuộc nhiều vào nhân công. Cho nên là cái quy trình của nó rất là ngắn, chỉ có đưa cái vỏ vào, ép ra, tách ra cái dầu và cái bã thôi. Thì chỉ cần công nhân chạy xe xúc, xúc cái vỏ để đổ vào cái máy để ép ra. Máy nó sẽ ép ra, nó tách ra làm hai là sản phẩm là dầu và bã. Nhưng quy trình rất đơn giản, cho nên là không cần phải nhiều công nhân. Cho nên đó cũng là một cái lợi thế. Nó chỉ có nặng nhất là cái vấn đề là về điện. Ép vỏ điều thì nó chi phí lớn nhất là về cái điện để sản xuất. Vậy thì trong khoảng thời gian gần đây thì cái được biết thì cái giá nguyên liệu vỏ điều thì nó đang hạ giá thành rất là thấp, thì cái điều này nó có ảnh hưởng hay là nó ảnh hưởng ra sao đến cái giá thành sản phẩm cũng như là cái lợi nhuận của doanh nghiệp khi mà sản xuất mặt hàng này? Thì so với lại cuối năm ngoái thì cái giá vỏ điều nó giảm rất nhiều, từ 5.000 mấy bây giờ nó giảm xuống còn có 1.900. Thì nói chung là cái giá thành sản phẩm nó giảm xuống thì không ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp, mà thậm chí lại nó lại có lợi vì mình phải bỏ cái nguồn tiền ra để mình quay vòng, cái đồng vốn quay vòng mình nó giảm đi, cho nên là cũng không gặp nhiều khó khăn. Nói chung là cũng vẫn là làm tốt. Anh đánh giá cái thị trường, cái nguồn nhu cầu cái dầu của mình thì hiện nay như thế nào? Những năm trở lại đây thì nhu cầu thị trường là dùng cái dầu điều này là nhiều. Hiện nay là hàng dầu điều này nấu lên để xuất khẩu thì sang cả châu Âu và sang cả Mỹ họ bắt đầu họ đã xài. Còn trước kia thì chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là xài nhiều. Cho nên cái việc đi tìm kiếm thị trường của mình nó không phải là khó khăn đúng không? Tìm kiếm thì không khó khăn. Nói chung là thị trường là tốt. Hiện tại bây giờ là cung không đủ cầu. Thị trường bây giờ đang chuyển hướng sang là dùng dầu điều rất nhiều. Cái sản lượng mà mình sản xuất mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm thì nó khoảng như thế nào? Hiện tại thì công suất của nhà máy trung bình một ngày tầm khoảng 700 tấn. Một tháng thì nó tầm khoảng cỡ trên 20.000 tấn. Và một năm thì khoảng 300.000 tấn nguyên liệu. Mà mỗi một tấn như thế này là giá trị của nó là bao nhiêu? Thì giá của sản phẩm hiện tại bây giờ nó đang tầm 1.900 một ký. Dầu điều thì nó sản phẩm dầu điều thì nó hiện nay nó khoảng vào tầm dao động tầm 5.000, còn bã điều thì hôm nay nó đang tầm khoảng có 1.200 đồng một ký. Tất cả đều sử dụng được và tất cả đều thanh tiền hết. Tất cả là cái điều là hầu như không bỏ đi cái gì, tất cả đều tận dụng lại, đều xài được hết. Hiện nay là giống như là mình cái sản phẩm của mình là sau khi mình sản xuất ra tại chỗ là tất cả các doanh nghiệp gần như là đến tại mua tại gốc ở mình luôn, hay là mình phải vận chuyển đến những cái khách hàng của mình ạ? Tất cả là họ đến đây, từ nguyên liệu đầu vào họ sẽ có xe họ chở bỏ đến tại nhà máy họ bán cho mình, và khi mình bán ra hai sản phẩm là bã điều và dầu điều của họ đến đây họ lấy tận nơi cho mình. Mình không phải vận chuyển đi một cái hàng gì hết. Với cái việc mà sản xuất phần lớn là sử dụng máy móc trong cái sản xuất như vậy thì anh thấy là cái việc mà để duy trì cái sự ổn định của quy trình sản xuất của mình thì nó có vai trò về điều gì là quan trọng? Đội ngũ bảo dưỡng và để mà sửa chữa máy, tại vì cái tuổi thọ của cái máy ép này ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 tháng là mình phải thay các cái vít của nó, vít và cái bụng của nó, tại vì mình không thay thì nó sẽ bị mòn, tại vì trong cái bản thân cái thằng dầu điều nó rất là nhiều axit, nó mài mòn, tính mài mòn nó rất là cao, cho nên là nó gây mòn hết các cái vít và cái bụng của nó, sắt của nó trong dòng nó bị mòn hết, cho nên là thường nó là 3 tháng là nó hết chu trì tuổi thọ của nó hết thì mình phải buộc phải thay mới, cho nên là cần phải có một đội ngũ bảo trì bảo dưỡng. Và công ty cũng có một nhà máy cơ khí để tự sản xuất các cái phụ tùng để mình cung ứng cho nhà máy, không tránh phụ thuộc vào các cái đơn vị bên ngoài. Thêm một hỏi nữa thì như năm 2022 thì công ty mình gần 800 tỷ. 800 tỷ. Và đến nay thì 7 tháng đầu năm thì nó có tăng trưởng hơn so với tháng năm. Từ đầu năm đến giờ thì về sản lượng sản xuất ấy,
về sản xuất của nhà máy thì tăng nhưng mà doanh thu thì lại giảm, vì lý do là giá nguyên liệu nó giảm. Năm ngoái là giá nguyên liệu của nó, dầu điều năm ngoái của nó là sản phẩm thành phẩm của nó là 15 ngàn một ký, bữa nay nó còn giảm còn có 5 ngàn một ký thôi, cho nên là từ đó là doanh thu của công ty bị giảm nhưng mà thực tế là sản xuất thì lại tăng. Và thực tế nó cũng không ảnh hưởng nhiều về không cái hưởng, cái lợi nhuận cũng như là cái hoạt động của công ty, không ảnh hưởng lợi nhuận và hoạt động của công ty không ảnh hưởng. Rồi, cảm ơn anh.